Thưa quý vị, vào trưa 23 tháng 7, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, tổ công tác của Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông vừa phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ đối tượng truy nã đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố. Đối tượng vừa bị bắt là Nguyễn Thị Lê Na, sinh năm 1968, bị truy nã liên quan đến sai phạm đấu giá đất tại dự án đất Hòa Liên 5 và Hòa Hiệp, Liên Chiểu trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022. Trong thời gian này, Nguyễn Thị Lê Na yêu cầu các nạn nhân là anh HQH và NQT cùng chú ở Đà Nẵng đưa cho mình 2 tỷ để nộp phiếu đấu giá đất. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Na mang đi tiêu xài cá nhân và không thực hiện theo thỏa thuận, nên bị anh H và T tố cáo lên cơ quan công an thành phố Đà Nẵng. Sau quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ hành vi của Na. Đến ngày 6 tháng 7, công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nữ quái Lê Na về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này sau đó bỏ trốn và bị truy nã từ ngày 17 tháng 7, sau nhiều ngày tổ chức trinh sát theo dõi. Đến ngày 22 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Thủy đoàn 1 bắt giữ Na khi đang lẩn trốn tại phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.